Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ kịp thời cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp đầu năm học mới 2024-2025, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup vừa tổ chức trao tặng quà cho học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi lễ có ông Ngô Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Tại chương trình, Quỹ Thiện Tâm trao 100 suất quà, mỗi suất là 1 triệu đồng tiền mặt cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Ngã Năm, huyện Thanh Trị, Trần Đề, Mỹ Tú và Cù Lao Dung. Qua đó nhằm tạo thêm động lực để các em học sinh vượt khó vươn lên, tiếp tục nỗ lực đạt được nhiều thành tích trong học tập. Những năm qua, thông qua Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, Quỹ Thiện Tâm đã có nhiều hoạt động đồng hành cùng các em học sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đặc biệt là chương trình trao học bổng Vingroup cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có cơ hội tiếp tục con đường học vấn, thực hiện ước mơ trở thành những công dân có ích cho xã hội. Trước thềm năm học mới 2024-2025, những ngày qua, nhiều tổ chức cá nhân đã quan tâm hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên. Các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Hòa Phú 1 được đơn vị tài trợ tặng 3.000 quyển tập và 10 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Xuyên đã tổ chức trao học bổng cho 15 em học sinh ở xã Gia Hòa 1 và xã Ngọc Tố, được trích từ nguồn quỹ khuyến học do các thành viên tham gia chương trình tín dụng tiết kiệm đóng góp. Tại xã Thạnh Phú, 100 em học sinh ở điểm lẻ của trường tiểu học Thạnh Phú 1 và trường tiểu học Thạnh Phú 2 được gia đình Mạnh Thường Quân tặng học bổng. Đây là hoạt động thiết thực trước thềm năm học mới, kịp thời động viên khuyến khích các em học sinh có thêm động lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tổ chức tặng quà tập cho học sinh khu vực biên giới biển của tỉnh. Dịp này, Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã trao 2.500 quyển tập cho đồn biên phòng An Thạnh 3, đồn biên phòng Trung Bình, đồn biên phòng Vĩnh Hải, đồn biên phòng Lai Hòa và đồn biên phòng Vĩnh Châu. Trước đó, Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức trao 4.000 quyển tập và 20 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Liên Hưng tài trợ. Tổng số quà tập trong hai đợt trao tặng trị giá khoảng 42 triệu đồng. Đây là hoạt động thường xuyên của Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh Sóc Trăng trước thềm khai giảng năm học mới, nhằm đồng hành cùng các em học sinh khu vực biên giới biển, vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Trạm cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng đã bố trí quân số trực 100%, phối hợp đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến quốc lộ 1A, nhằm tạo thuận lợi cho người dân về quê nghỉ lễ được an toàn, đồng thời kiên quyết xử lý vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định, vi phạm quy định về tránh vượt phần đường làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Bên cạnh đó, với mục tiêu phấn đấu không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong mùa tựu trường, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức lực lượng điều tiết giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực trường học, cơ sở giáo dục để xử lý nghiêm học sinh sinh viên vi phạm luật giao thông đường bộ và việc giao xe của phụ huynh cho học sinh sinh viên chưa đủ điều kiện